Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Viettel. Clip hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn các gói cước data dành cho sim Viettel. Có mỗi ngày 1GB các bạn nhé, 1GB data tốc độ cao, tốc độ 4G. Cùng với đó là hướng dẫn đăng ký các gói cước này luôn. Gói đầu tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là gói ST90 với 90k một tháng. Mỗi ngày các bạn sẽ có 1GB data tốc độ cao, tốc độ 4G. Hết 1GB data ngừng truy cập. Điều đặc biệt ở đây là khi hết 1GB data, sim của các bạn vẫn truy cập được Tiktok. Vào Tiktok không giới hạn data các bạn nhé. Để đăng ký được gói cước này, các bạn soạn tin nhắn như sau giúp mình: ST90 _0981208208 gửi 9123. Mình nhắc lại, các bạn soạn ST90 _0981208208 gửi 9123. Đó là gói cước thứ nhất. Tất cả các sim đều đăng ký được gói cước này, không phân biệt trả trước hay trả sau. Và gói cước thứ hai mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là gói Umax300. Với 300.000 một tháng, các bạn sẽ có 30GB data tốc độ 4G. Tính ra trung bình là mỗi ngày 1GB, nhưng mà khác với ST90 là mỗi ngày các bạn chỉ có 1GB và reset sang ngày tiếp theo là sẽ reset lại và tính lại. Còn ở đây với 300.000 một tháng các bạn sẽ có 30GB data và các bạn không tức là giới hạn 30GB data trong tháng. Các bạn ví dụ những ngày đầu các bạn không dùng thì những ngày cuối của tháng các bạn vẫn còn 30GB data nhé. Và khi hết 30GB data tốc độ cao, hệ thống vẫn cho phép các bạn truy cập với băng thông là 1 Mbps. Tốc độ này đủ để các bạn xem phim HD 720p các bạn nhé. Và để đăng ký được gói cước này, gói cước dành cho tất cả các sim trả trước cũng như trả sau, các bạn soạn tin nhắn giúp mình Umax300 _0981208208 gửi 9123. Mình nhắc lại, các bạn soạn tin nhắn Umax300 _0981208208 gửi 9123. Đó là gói cước thứ hai. Và gói cước thứ ba cũng là gói cước cuối cùng mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay. Và chính vì cái gói cước này không phải là gói cước phổ thông, không phải sim nào cũng đăng ký được, và nó rất là nhiều ưu đãi hơn rất nhiều so với gói ST90. Tức là cũng như ST90, mỗi ngày các bạn cũng sẽ có 1GB data và cùng với đó là truy cập TikTok không giới hạn. Nhưng ngoài những cái ưu đãi đó ra, các bạn sẽ có thêm được miễn phí 1.000 phút nổi mạng với yêu cầu là có cuộc gọi kết thúc trước 20 phút nhé. Cứ 20 phút các bạn gọi đi tắt đi gọi lại thì các bạn sẽ có một tháng 1.000 phút gọi nội mạng Viettel. Gói cước có tên gọi là V90C. Để đăng ký gói cước này, các bạn soạn tin nhắn như sau giúp mình: V90C _0981208208 gửi 9123. Các bạn nhắn giúp mình nhé: V90C _0981208208 gửi 9123. Số điện thoại 0981208208 là mã giới thiệu và nó cũng là số điện thoại của mình, nó thay cho mã giới thiệu. Các bạn có nhiều cách để đăng ký các gói cước này, nhưng đây là một cách vừa nhanh mà vừa giúp các bạn đăng ký nhanh, vừa giúp mình có chỉ tiêu giới thiệu khách hàng. Cảm ơn các bạn nếu các bạn đăng ký theo cách mình hướng dẫn. Các bạn còn những cái câu hỏi nào thắc mắc có thể để lại comment bên dưới, hoặc là những cái sim của các bạn mà không đăng ký được cái gói cước khuyến mại như mình vừa giới thiệu thì có thể để lại comment số điện thoại. Mình sẽ kiểm tra xem sim của các bạn ngoài các gói cước này còn đăng ký được các gói khuyến mại nào khác hay không nhé. Nghĩa Viettel hỗ trợ tất cả các dịch vụ của Viettel như lắp đặt internet truyền hình Viettel, đăng ký các gói khuyến mại trên sim đang dùng như V90C, ST90, Umax50N, V120N, vân vân. Rất nhiều gói cước khuyến mại, chuyển đổi sim trả trước sang sim trả sau. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0981208208. Tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu thấy clip của mình hữu ích, làm ơn cho mình xin một lượt like, comment, chia sẻ hoặc đăng ký kênh nhé. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.